Vâng, hello, em xin chào toàn anh chị em và con cô bác nha. Lời đầu tiên chúc anh em mình nhiều sức khỏe. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh em mình những cái mẫu xe tầm khoảng vài chục cho đến hơn 100, số sàn, số tự động, 4 chỗ, 5 chỗ, con cốc luôn, để cho anh em mình tham khảo. Nói chung thì Tết tới rồi, mình sẽ mua một chiếc xe nào đó mình để về, mình che nắng che mưa gia đình, mình chở ba mẹ mà đi nè, con cháu mình đi nè, đi oai không? Dù gì chiếc xe ô tô mà có vài chục hoặc trăm hơn nó cũng oai hơn chiếc xe máy, ít ra nó cũng là bốn bánh, nó cũng che chở bản thân mình, nó cũng có máy lạnh anh em ha. Thì những chiếc xe này em bán đều là ngay chủ hết và đăng kiểm còn, anh em mua về việc đi thôi, không liên hệ anh chị ha. Thì cũng có nhiều anh em nào chưa biết thì em sẽ lý giải cho anh em hiểu luôn. Những chiếc xe tầm vài chục hay vài trăm không liên quan, vấn đề là xe anh em mình 4 chỗ, 5 chỗ, 9 chỗ đổ lại là không có liên hệ nha. Chỉ những xe bán tải và những xe trên 9 chỗ mới có liên hệ thôi. Những xe này anh em mua về anh em chạy tới cuối đời mình, nhiều khi mình còn để con cháu chạy được luôn ha anh chị ha. Đó, thì hôm nay em sẽ lên cho anh em em đầu tiên là Nissan. Em này là Nissan Kefiro. Cái em này là cái mẫu ngày xưa nó ra một lượt, cái Camry là mẫu năm 95-96, nhưng mà mẫu này đăng ký trễ, lăn bánh ở Việt Nam mà tới 2.5 là anh chị. Số tự động 2.0 ha, 2.0 số tự động. À, chạy cực kỳ êm và đầm và chắc luôn. Đó, đăng ký lăn bánh 2.5, xe biển Vĩnh Long, ngay chủ em bao ủy quyền cho anh chị nha. Thì xe này bên em đang bán cho anh chị em mình 110 triệu. Đó, chỉ với 110 triệu là anh em mình có một chiếc xe rất là đẹp như thế này ha. Tắt em lặng luôn cái tài. Đó, rất là đẹp anh chị ha. Nissan nè, biển số Vĩnh Long, form dáng rất là đẹp, có chỉ nẹp chỉ nhìn rất là ngầu luôn ha anh chị ha. Thì em mời anh em đi vòng với em nha. Hiện tại thì xe này là 4 mâm 4 vỏ còn rất là đẹp anh chị ha. Bốn cái vỏ rất là mới luôn nè anh chị. Vỏ này anh em mua bên em chạy 3 năm nha. Bao với anh chị luôn 3 năm. Trong thời gian 3 năm vỏ có hư em thay vỏ mới cho anh em luôn, bao với anh chị luôn ha. Đó, nẹp chỉ rất là mới, sơn xi đẹp, bốn vỏ mới như nhau, mâm đúc anh chị ha. Số tự động 2.0 nha anh chị nha. Dòng này tiêu hao nhiên liệu 100 cây tầm khoảng 8 lít anh chị. Form dáng rất là đẹp, Nissan Kefiro nha anh chị nha. Đây, Kefiro. Đó, có cảm biến da luôn nha anh chị nha. Xe còn rất là đẹp và mới anh chị ha. Đó, ok chưa? Để em mở nội thất cho anh em mình nhìn nha. Về nội thất thì xe này nguyên dàn ghế còn rất là mới, túp lô túp ly rất là đẹp luôn anh chị. Túp lô túp ly nỉ còn ha anh chị ha. Đó, trần nỉ riêng theo xe luôn. Đó. Một chiếc xe có 110 triệu thôi mà anh em thấy đẹp không? Sàn nỉ riêng theo xe luôn. Để em vô nổ máy cho anh em mình nghe tiếng máy nha. Máy nổ siêu êm nha anh chị. Xe này là nhập Nhật nha. Nhập Nhật, số tự động nhập Nhật ha. Có cái gì hát nhạc máy lạnh đầy đủ luôn. Rồi đưa mượn máy quay luôn này. Đó, anh em nhìn nè. Nhìn cái vô lăng đó nè, rất là đẹp ha. Vô lăng bốn chấu nè anh chị. Ha, có cái đầu hát nhạc nữa nè. Đó, túp lô túp ly rất là mới luôn nè anh chị. Đó. Trần nỉ riêng theo xe. Đó, đèn đốm hoạt động nghiêm chỉnh, số tự động nhập Nhật tiếng Nhật không anh chị. Nhập Nhật nha, số tự động nhập Nhật. Kèn bọng rất là lớn luôn. Rồi ok, để em mở cái capo cho anh em mình xem cái phần tiếng máy nữa nha. Đó, giật rồi đó. Kính nè anh chị, kính bấm auto luôn mới ghê chứ. Đó, ghê chưa? Rất là ok ha, kính bấm auto luôn, nỉ riêng theo xe, có đèn phía dưới cửa luôn nè anh chị, rất là đẹp. Về hát nhạc cũng rất là hay nha. Giá bán chỉ có 110 triệu, anh em nhìn dàn ghế đẹp ghê không? Dàn ghế quá ngầu luôn. Máy nổ thì siêu êm thì thầm nha anh chị nha. Đó. Động cơ nè, 2.0. Đó. Không một miếng hơi miếng thối luôn nha anh chị nha. Cái máy chạy cực kỳ êm, cái xe này em bán là em bao anh chị chạy luôn nha, bao xài, bao chạy, bao chán, bao cái đầu nha. Đó. Rất là êm ha anh chị ha. Đó. Rất là êm luôn. Tem bọng nhãn mát nhà sản xuất tới giờ vẫn còn nè anh chị ha. Xương đầu xương đít thẳng ren, máy số gầm siêu êm. Mua về với việc lên xe đi thôi. Đó. Rất là đẹp ha anh chị ha. Đăng kiểm thì còn tới tháng 2, được thì hiểu đóng lại đi. Đăng kiểm còn tới tháng 2 2023 luôn anh chị. Để vậy nó hơi bụi một tí xíu anh chị thấy hơi bụi ha. Đó. Sơn xi rất là mới anh chị, mình thùng thắng băng ha. Mua về với việc lên xe và đi thôi, bán bao xài bao chạy. Đó. Đây mới về em tích cọp 2.8 nè anh chị. Siêu cọp luôn. Chủ nhân lên body kit phía sau, lên cảm biến da, lên lốc cửa, lên 4 mâm đúc, đời 2.8 nha anh chị. Và cái giá không hề rẻ tại vì xe quá đẹp. Em bán xe này 86 triệu. Đè đúng tất gia đình, thay vì anh em mua một chiếc Spark 3 máy xe taxi dọn rồi cũng khoảng 8 mấy triệu rồi. Anh em mua chiếc Matic 2.8 này, xe gia đình chạy sướng không? 2.8 gia đình nha anh chị nha. Đó, rất là đẹp luôn ha anh chị ha. Sơn xi nữa nè. Đó. Tí xíu sẽ lên sóng chi tiết xe này cho anh em mình xem ha. Anh em nhìn xe nè. Anh em mà mua xe này về anh em không tốn 1.000 luôn. Đời 2008 xe siêu cọp, đời cao nhất của dòng Matic nha anh chị nha. Đó. Rồi ok, bây giờ để em lên anh em mình thêm em thứ hai là em Corolla. Tắt xe này cái đi tài.
Coca-Cola này thì rất là đẹp anh chị ha. Đây là Coca-Cola hộp xôi. Coca-Cola hộp xôi nha anh chị nha. Đời này là đời 93 nhập Nhật. 93 nhập Nhật rất là đẹp, 4 mâm 4 giỏ rất là mới luôn nè anh chị ha. Đó, nhập Nhật nha. Em bán xe này 95 triệu anh chị. Sơn si rất là mới, xe này về anh em mua cũng không tốn ngàn nào luôn. Máy này là bao xài, bao chạy luôn, bao chán, bao ngoài đầu cho anh chị nha. Bao tập lái cho anh chị, bao che nắng che mưa. Bản này bản 2.0 nha anh chị nha. 2.0 GLI nè anh chị. 2.0 GLI đèn liền ha anh chị ha. Dòng này chạy thì rất là bền nha anh chị, được cái nó bền thôi. Đó. Về nội thất thì xe cũng rất là mới. Để mở cửa sau một tí đi. Nguyên dàn ghế ghế da mới. Đó, nỉ còn, lót sàn 5D mới luôn. Anh chị thấy ok không? Đó, đẹp chưa? Đó, vô lăng ba chấu đặc trưng của cái dòng Toyota Corolla, Corona ha anh chị ha. Mở lốc này luôn cái đi. Đó. Ghế bọng nè, vô lăng nè anh chị không? Vô lăng còn rất là mới luôn nè anh chị. Đó, để em vô nổ máy này mình nghe tiếng máy cái nha. Đó, máy là nhích nhẹ nổ liền anh chị. Cái máy này để em bán bao anh chị luôn nha. Vô lăng trợ lực rất là nhẹ luôn nè. Điện đốm kèn bọng hoạt động nghiêm chỉnh. Đèn rất là sáng. Ồ, cái đèn này xanh xanh đẹp dữ ta. Cái đèn nó màu đẹp ghê ha. Ồ, cặp đèn đẹp ghê không? Đèn rất là sáng luôn anh chị. Máy nổ cực êm anh chị. Dòng này với Camry, Corolla rồi như nhau anh chị. Phun xăng điện tử ha. Động cơ 2.0 tương 2 nhiên liệu 100 cây 7 lít. Máy cực êm. Máy quá êm luôn. Em mở nắp cò anh em xem nè. Không một miếng hơi miếng khói luôn ha anh chị ha. Máy bao êm nha. Bao xài. Xe ngay chủ. À, xe là ngay chủ. Còn ủy quyền anh em muốn rút hồ sơ vẫn được ha anh chị ha. Giá siêu rẻ 95 triệu. Tiền nào của nấy nha anh chị nha. Tầm tiền xe này. Xe này ở mức giá là khoảng 80 vẫn có xe. 90 vẫn có xe và 101 vẫn có xe. Nhưng mà quan trọng cái chất xe như thế nào ha anh chị. Mẫu này chạy rất là êm nha anh chị nha. Chi tiết xe này hiện có quay hết rồi. Xe này thì được trang bị kính bấm nè anh chị. Kính bấm gương, kính chỉnh điện đầy đủ luôn nè. Nỉ còn luôn ha. Máy đèn điện đốm rất là êm và đẹp ha anh chị ha. Đó, đèn trước màu xanh nè. Rất là đẹp luôn. Đèn nó đủ màu luôn. Rồi ok, lên cho anh em mình thêm em thứ ba nha. Honda Accord anh chị ha. Accord số tự động nè anh chị. Số tự động đời 93 nhập Nhật thì form dáng rất là đ�ẹp. Em này số tự động luôn, em bán 122 triệu ha anh chị ha. 4 mâm 4 giỏ mới, sơn si đẹp. Anh em cứ đến đây tham quan lựa chọn, chạy thử lái thử thoải mái nha anh chị nha. Rất là nhiều xe, tầm giá mà khoảng 100 mấy đô là em còn khoảng 15 xe anh chị. Bữa thì nhiều lắm, bữa nay bán cũng bớt rồi. Nó cũng còn nhiều, em cập nhật một số dòng cho anh em mình xem ha. Đó thì xe này cũng khá là mới anh chị, sơn si đẹp hết rồi. Mua về việc lên xe đi thôi. Anh em mình vô nồi hất cho anh em mình nhìn ha. Đó. Vô lăng 4 chấu có túi khí nha anh chị nha. Đồ trang bị có túi khí ha anh chị ha. Số tự động. Đó, có túi khí. Túp lô túp ly cũng còn khá là liền xe. Nội ngoại thất còn mới, ghế da đẹp. Sơn si ok, xe ngay chủ, một chủ cầu quạt bán nha anh chị nha. Thì xe này bên em đang kêu bán 122 có bớt. Bao anh chị xài ha. Accord nhập Nhật. Đó. Chạy còn rất là êm, form dáng đẹp. Để em quay sơ tại xe này cũng quay chi tiết rồi. Rồi Honda nè anh chị, em này mẫu này 2.0 nha anh chị nha, 2.0 nha. Ai còn nhập Nhật 2.0, nhập Mỹ 2.2, nhập Nhật 2.0 ha. Nhập Mỹ nó sẽ được trang bị thêm cửa nóc. Này nhập Nhật cho nên nó không có cửa nóc. Đó, chỉ vậy thôi. Đó 122. Rồi qua đây thì em còn một Laser. Laser dòng xe của Mỹ, dòng này thì rất là êm luôn, dòng này chạy là bao lành tính luôn. Rất là sướng nha anh chị nha. Đó, form dáng đẹp, cụm đèn mà ga lăng còn rất là mới, màu xanh lơ ha anh chị ha. Thì xe này bên em đang kêu bán với giá tiền là 135 triệu. Chỉ 135 triệu nên mình có em Ford Laser chạy ha. Nội ngoại thất cũng rất là đẹp. À, Hiếu vô đây quay nội thất cho khách xem luôn nha. Cập nhật mấy em xe cỏ tại vì rất là nhiều anh em. Những xe lớn anh em không kêu cập nhật mà anh em cứ điện kêu cập nhật mấy xe có cỏ tầm khoảng 100 mấy anh em mình xem. Thì thôi sẵn đây em lên luôn cho anh em mình xem ha. Đó. Còn xe lớn thì mấy xe cũng có nhiều xe em chưa kịp quay. Cũng có nhiều xe quay chi tiết rồi anh em cứ lên xem thoải mái. Anh em thông cảm tại đây cũng hơi chật ha anh chị ha. Cái xe này thì được cái ngon cái là nó trang bị hai dàn lạnh đó anh chị. Dàn ghế da mới, hai dàn lạnh trần nỉ đi theo xe. Máy số gầm êm bản full 1.8 có túi khí. Đó, dòng này có bản thiếu nha anh chị. Bản thiếu này nó không có túi khí, cái này bản full. Bản full là máy 1.8 có túi khí vô lăng 4 chấu anh chị ha. Đây nè. 1.8 nè anh chị ha. Đó, động cơ máy 1.8. Đó, cụm đèn đích đèn rất là đẹp, biển 70 Tây Ninh, xe ngay chủ. Đó, để em nổ máy này mình xem luôn.
không biết xe này có đây, chặt quá. Đó, máy rồi rất là êm ha anh chị ha. Để em mở chui vô mở. Hơi chặt cái da. Đó, em này máy êm cực kỳ không anh em không? Đó. Không có đổ hơi đổ khói gì trơn nha anh chị. Xe này bán bao xài nha. Đi Google hơi kêu nha anh chị. Đi Google hơi kêu ha. Anh em nhìn nè. Máy nè. Không miếng hơi miếng khói luôn ha anh chị ha. Rất là chất lượng nha anh chị nha. Em mới thay 4 mét rồi anh chị, 4 cái mét nè, thay 4 cái luôn anh chị. Anh chị em mình tha hồ về sử dụng nha. Cái này tăng ga nó không có đồ tăng ga đâu, nó tăng cái tông hồn không. Số sàn động cơ 1.8 phun xăng điện tử cho mày 100 cây 6 lít rưỡi nha anh chị, không đến 7 lít nha. Không đến 7 lít. Xương đầu xương rin luôn nè anh chị, xương đầu là nước xương rin hết luôn nè anh chị. Dấu điện nè. Chắc xe đẹp lắm anh chị. Anh chị mua xe này về chứ Vượt Lên xe đi thôi, không làm gì thêm nha. Nỉ capo còn, keo chỉ rin còn luôn nè anh chị. Chắc xe rất là đẹp nha anh chị. Dòng xe của Ford ha, logo đóng là capo rin luôn nè. Dấu điện rin, keo chỉ rin. Xe không lỗi nha anh chị nha. Lỗi nhẹ nhẹ thì có chứ lỗi nặng không có nha. Xe cũ phải chấp nhận phải có hơi lỗi nhẹ nhẹ. Đó, như sơn si đầy trụ chút xíu, gầm bệ nó nhiều khi nó cũng hơi lăn tăn tí, tại vì xe đời thấp mà. Mà xe này rất là chất nha. Em bao anh chị đến đây xài, bao anh chị đến đây xem luôn. Rất là êm anh chị ha. À, đấy, năm xe đúng không? Năm xe tầm thấp rồi. Rồi ok, để em ra đây em lên cho anh em mình thêm một số dòng xe tầm thấp nữa. Mấy xe này thì cao tiền. À, ở ngoài đây em còn cam gì, ganh cha với xì bắc anh chị. Và cũng còn một số dòng xe thì em đang tiến hành để ở dưới bãi dưới em đang bảo dưỡng ha. Sơn si lại nè, thay nhớt nè, chỉnh gầm lại nè. Còn nhiều xe lắm. Mà đây để em cập nhật một số mẫu thôi cho anh em mình xem ha. Ở đây thì có Camry nữa nè anh chị. Camry GLI. À, đời này 2.0, 2.2 chứ. 2.2 đời 99 nha anh chị. Phom dáng dài, phân khúc D chạy sướng, 4 mâm 4 vỏ mới. Để ngoài đây hơi dính sình chút xíu này, không cảm này sình không nha anh chị. Dính sình ha. Sơn si rất là đẹp nha anh chị. Xe này bên em đang kêu bán với giá tiền là 165 triệu. Thì xe này vừa qua em mới có quay clip là hôm qua chứ, hôm qua hôm kia vậy đó. Vô lăng 4 chấu đặc trưng, số sàn. Dòng này cái máy là bao bền luôn, giống như Toco Gola với Corona vậy anh chị ha. Chạy bao chất, bao bền, bao sướng luôn. Đấy, sơn si rất ư là ok nha anh chị nha. Phom dáng cũng ok rồi. Thì xe này để em quay sơ cái tại xe này hôm qua cũng quay clip chi tiết rồi. Thì xe này bên em đang kêu bán là 165 triệu anh em ha. Xe nào cũng nghe chủ cho anh chị nha. Xe nào cũng nghe chủ hết. Đó. Rất là đẹp anh chị ha. Đăng kiểm tới tháng 3 năm sau luôn. Anh nhà qua đây quay cái đầu cho anh xem nè. Cho khách xem luôn. Rất là đẹp anh chị ha. Cụm đèn trước, cụm đèn rin luôn. Còn rất là mới luôn anh chị. Ok chưa? À, bán 165 triệu thôi. Rồi ok, lên trên em mình thêm em xe là Gencha. Focus thì không lên đây nha. Focus đây có hai xe khách cọc hết rồi. Focus thì cũng có 100 mấy 200 mà. Gencha này em mới rửa xong này mà sao để qua giờ bụi nữa rồi ta. Tí xíu rửa quay chi tiết, xe này chưa quay chi tiết. Xe này thì giá cũng rẻ anh chị. 2009, xe gia đình, không lỗi, không taxi, không dịch vụ. Máy số gầm êm 209 nha anh chị nha. Rất là đẹp luôn. Được chủ nhân lên màn hình đèn roi chà bá và đăng ký mới luôn. Thì xe này bên em đang bán 145. Tí xíu chiều nay em sẽ cho lên sóng chi tiết xe này. Đó. Còn em Gencha này thì cũng có lên rồi nè. Em Gencha này, Gencha 2.7 màu đỏ nè anh chị. Gencha 2.7 màu đỏ này thì bên em đang kêu bán là 135 triệu. 2.7 ghế nỉ nha anh chị nha. Màu đỏ anh em mua đi Tết ngon ha. Mà tít bên đây thì em chưa bán được, đang chờ hồ sơ. Nếu mà có hồ sơ rồi mới bán cho anh em mình được ha. Thì xe này nếu bán tầm khoảng 50 năm mấy triệu à. Đang chờ hồ sơ, có hồ sơ mới bán được. Đó, rất là đẹp anh chị ha, màu đỏ ngọc trinh. À, màu đỏ rất là còn rất là mới anh chị, phom dáng đẹp nha. Xe ngay chủ, xe gia đình nha anh chị. Ghế nỉ gia đình. Đang kiểm tới tháng 2 năm sau lận. Đó, thì xe này bên em đang kêu bán để cho anh em mình chỉ có là 135 thôi nha. Xì bắt nữa nè. Xì bắt này thì hôm qua em cũng có quay cái clip chạy thử rồi anh chị. 2011 bản đủ 1.2 ABS túi khí. Thì xe này bên em đang kêu bán với giá tiền là 173 triệu, xe ngay chủ. Mẫu này thì nó có nhiều lỗi lắm chị, nhưng mà bản này là bản full 1.2 ABS túi khí luôn ha. Thì em này bên em đang kêu bán 173, rất là đẹp. Xe rin không lỗi, chạy mới hơn 100.000 cây thôi. Rất là chuẩn luôn anh chị. Xe này hôm qua có quay chi tiết rồi nè. Rồi lên cho anh em mình thêm em cuối cùng nữa nha. Lên cho anh em mình thêm em cuối cùng nữa là Nubiga. Nubiga thì vừa qua bên em về được 5-6 xe bán hết trơn anh chị. Nubiga đúng là Nubiga bán lẻ ghê nha. Nubiga đúng là thần thánh này chứ. Tại cái dòng này được người dân biết tới là nó siêu bền, chạy tiết kiệm xăng, bảo dưỡng rẻ mà giá thành cũng rẻ. Thì xe này bên em đang bán chỉ có 78 triệu thôi. Đó. 78 triệu, sơn si mới toanh, 4 mâm 4 lớp vỏ còn rất là đẹp anh chị ha. Đăng kiểm còn lâu. Đó. Bán cho anh em mình 78 triệu thôi. Cụm đèn trước còn rất là mới nè.
Xe này thì bữa mới về thì em tính bán 75 triệu nhưng mà về thấy làm cũng nhiều. Về em thay lốc lạnh nè, thay lốc lạnh, thay dây cua go, thay nhớt, rồi lợp ghế, làm nhiều lắm, làm cái tới 7-8 triệu á. Mà thôi cộng lên 3 triệu thôi, bán 7-8 triệu à. Rất là đẹp, xe ngay chủ nha anh chị nha. Biển số chị 65 Cần Thơ, ngay chủ. Rất là đẹp nha anh chị nha, 78 triệu là có Nubia đẹp đi Tết rồi. Giá bao rẻ. Nội ngoại thất còn rất là mới anh chị, dàn ghế da cũng mới tinh, lốc cửa rồi. Xe này có chìa khóa lốc luôn, ở đây nè. Mở cho khách xem luôn ha. Em mới lợp nguyên hai dàn ghế sau luôn anh chị. Ghế trước thì nó cũng được, không có lợp, ghế sau thì còn lợp mới. Đó, mới tinh. Nội ngoại thất ok, có màn hình nha anh chị nha. Âm thanh nghe nhạc sống động luôn. Máy lạnh lạnh teo. Đó, quay sơ cho anh chị mình xem ha. Thì xe này em bán chỉ 78 triệu thôi. Rất là êm anh chị, dán phim cách nhiệt rồi luôn nè. Sơn xi mới, tí xíu rửa lại để mà đèn hơi dơ. Đó, rồi ok, thì anh em nào thấy được mẫu nào thì liên hệ cho em, thì giá chỉ từ dao động chỉ từ 78 triệu cho đến 100 mấy rồi anh em mình có thể được xem được rất là nhiều dòng xe. Hiện tại ở chi nhánh 1 Bến Tre em còn khoảng mười mấy chiếc xe tầm giá mà khoảng 7-80 cho đến 100 mấy á. Anh em cứ qua chọn lựa chạy thử thoải mái nha. Ok, cảm ơn anh em nhiều, chúc anh em nhiều sức khỏe. Và anh em nào muốn xem clip chi tiết hơn và thì anh em mình lên YouTube Thành Bến Tre ha, bấm đăng ký kênh để mình cập nhật được nhiều video hơn từ bên em nha. Em cảm ơn.